là các em đến với lại buổi học của bộ môn mỹ thuật. Thì bài ngày hôm nay cũng thuộc chủ đề một, họa tiết và trang trí ứng dụng. Nhưng bài hôm nay chúng ta sẽ học cũng là bài số 2, vẽ trang trí và trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật. Ở bài này chúng ta cũng có 3 phần. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu bài sang ở phần quan sát nhận xét. Thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu cách trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật. Và cuối cùng đó là phần thực hành. Ở phần quan sát nhận xét, chúng ta sẽ cùng quan sát một số những cái đồ vật có dạng hình chữ nhật trong cuộc sống. Ở phần đầu tiên, hình đầu tiên chúng ta sẽ thấy đó là một cái viên gạch đá được trang trí rất là đẹp. Chúng ta thấy là bố cục của nó rất là cân đối, trọng tâm ngay chính giữa, và những cái họa tiết ở bốn góc được lặp đi lặp lại. Hoặc là cái hình tiếp theo bên dưới, chúng ta thấy đây là hình tấm thảm cũng được trang trí rất là nhẹ nhàng, bố cục chặt chẽ, hai bên là hai đường diềm. Hoặc là kế bên chúng ta cùng thấy một số những cái khung hình được trang trí với nhiều hình dáng bông hoa, ngôi sao, mây, bướm, vân vân, sử dụng họa tiết để trang trí cho cái khung hình nó đẹp. Tiếp theo là chúng ta cùng quan sát một cái khăn trải bàn mà nhìn rất là nhẹ nhàng, với gam màu nhẹ nhàng phù hợp cho việc trang trí. Và kế tiếp chúng ta cùng thấy đó là những cái túi xách có dạng hình chữ nhật, nhằm tạo nên điểm nhấn và làm cho cái túi nó nổi bật, thì chúng ta cũng có thể trang trí cái túi xách của mình cho nó đẹp. Ở bên dưới chúng ta thấy có hình ảnh của những cái chiếc gối hình dạng Hermes được trang trí với những cái con vật cũng như là chữ rất là dễ thương và ngộ nghĩnh, màu sắc vui tươi. Ở đây chúng ta cùng tham khảo thêm đó là những cái nhãn vỡ được trang trí nhằm trang trí thêm cho quyển tập của chúng ta, rất phù hợp với lại học sinh. Hoặc là bên dưới là chúng ta thấy là họa tiết cổ được trang trí ở những công trình kiến trúc. Kế bên đây chúng ta ai cũng nhìn cũng biết, đây chính là ốp lưng điện thoại cũng được trang trí theo nhu cầu và xu hướng của từng đối tượng trong cuộc sống. Và bên dưới là một cái khung hình, một cái khung bìa cũng được trang trí bằng hoa văn. Tuy là rất đơn giản nhưng mà khi chúng ta làm một cái bìa tập, bìa giáo án hoặc là bìa hồ sơ thì sẽ làm cho nó nổi bật. Thì ở phần quan sát nhận xét này chúng ta đúc kết lại các em đi. Đồ vật có dạng hình chữ nhật rất đa dạng và phong phú, và nó được trang trí đẹp nhằm mục đích là phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống. Về cách trang trí thì bước đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn đồ vật có dạng hình chữ nhật để trang trí, có thể là tấm thảm, thau gối, khăn trải bàn, hoặc bánh, hoặc là tấm thiệp, vân vân. Sau đó chúng ta lựa chọn họa tiết, con vật, hoa lá hoặc là hình ảnh nào đó mình yêu thích để mình trang trí, và bố cục sắp xếp theo dạng xen kẽ, nhắc lại hay đối xứng hay mảng hình không đều, rồi lựa chọn màu sắc, hoặc là nếu chúng ta không có màu thì chúng ta có thể sử dụng bút chì để tô đậm nhạt, tô trắng đen cũng được. Và đây là các bước minh họa. Ở phần thực hành thì các em hãy lựa chọn họa tiết để trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật theo ý thích cho phù hợp, có thể là vẽ trên giấy A4 hoặc là trên tập. Thời gian là 25 cho đến 30 phút.
chúng ta cố gắng hoàn tất bài trong buổi để chúng ta không bị tồn sang tuần sau. Và đây chúng ta cùng tham khảo một số bài vẽ của học sinh cho chúng ta tham khảo những cái bài trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật, như đây là những cái tấm thảm, tấm chùi chân. Và đây chúng ta cùng tham khảo những cái từ thực tế đó, chúng ta có thể lựa chọn những cái hình ảnh theo ý thích để trang trí những cái ốp lưng điện thoại cũng được, hoặc là trang trí túi sách cũng được, và trang trí khăn trải bàn, hoặc là trang trí những cái chiếc gối đáng yêu, hoặc là những cái hộp bút xinh xắn được trang trí bằng những con vật mình yêu thích, hoặc là trang trí những cái hộp bút như thế này để đựng bút viết, hoặc là trang trí theo dạng giấy nhãn cũng được, đó là tùy theo ý thích mỗi người sẽ tự lựa chọn đồ vật để mà trang trí. Thì ở phần hướng dẫn về nhà, các bạn hoàn tất bài vẽ và xem trước cho cô bài xin viết cho cô cái bài tiếp theo, đó là bài trang trí đĩa tròn. Và cũng giống như là những bài trước thì chúng ta cũng chuẩn bị dụng cụ bút chì, gom, màu vẽ, giấy màu, kéo, cây dán. Và bài thực hành thì các con sẽ làm trên giấy A4 nếu có, còn nếu không thì chúng ta sẽ thực hành ở trong tập. Hoặc bạn nào thích thì chúng ta có thể sử dụng hình thức cắt dán giấy màu để mà trang trí cũng được. Tiết học hôm nay đã kết thúc. Mến chúc các em được nhiều sức khỏe.